quý vị sẽ là một ca khúc, một bài hát của nhạc sĩ Quyết Hoàng Duy, nói về một thứ mà Tuấn Hưng đã có và đã theo đuổi và đã nuôi nấng đến tận bây giờ tròn 20 năm ca hát, đó chính là đam mê. Xin mời quý vị cùng nghe.